Đang quan tâm theo dõi chương trình tìm hiểu thông tin khi du học Canada thì giáo dục là mối quan tâm hàng đầu của người dân Canada. Vì thế nền giáo dục ở đây luôn được chú trọng phát triển với chất lượng cao nhất. Giảng viên của các trường thì có kỹ năng cao vì hầu hết họ đều có kinh nghiệm thực tế từ nghề nghiệp của họ. Nhiều người thì có tên trong các hiệp hội nghề nghiệp ở cấp địa phương, khu vực và quốc gia. Sự tham gia tích cực trong ngành công nghiệp của giảng viên giúp đem khí cạnh cuộc sống vào cái lớp học của mình, cung cấp cho sinh viên những cái cơ hội để xây dựng các mối quan hệ và sự chuyển tiếp nhanh chóng từ lúc tốt nghiệp đến khi bước chân vào nghề. Và hôm nay đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về trường Đại học British Columbia, hay còn gọi tắt đó là UBC, được thành lập vào năm 1908. Đây là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Canada và luôn được xếp trong top 40 trên thế giới. Và trường thì thu hút 54.000 sinh viên từ khắp Canada và các quốc gia trên thế giới khác nữa, với cơ sở vật chất thì vượt trội, đội ngũ giáo viên giỏi. Đây là một trường đại học nghiên cứu hàng đầu dành cho một cộng đồng trí thức và bậc nhất, và cũng chính là điểm khởi đầu cho sự nghiệp giáo dục hoặc là kinh doanh của bạn. Và trường Đại học British Columbia thì tạo ra một môi trường học tập đặc biệt, nuôi dưỡng công dân toàn cầu, tiến bộ xã hội dân sự và bền vững, và hỗ trợ nghiên cứu xuất sắc để phục vụ nhân dân của British Columbia, Canada và cả trên thế giới nữa. Và hiện tại thì UBC thì có 17 khoa với 35 chương trình cấp bằng cử nhân, 212 chuyên ngành đại học và khoảng 26 liên ngành đại học. Có các khoa như là khoa ứng dụng về kỹ thuật, khoa nghệ thuật, cái khoa về công tác xã hội và nghiên cứu gia đình, khoa sáng tạo và quan trọng, khoa nha, khoa giáo dục, khoa lâm nghiệp, khoa hệ thống đất đai và thực phẩm. Bên cạnh đó thì còn có khoa luật, khoa quản lý, khoa y học, khoa dược và khoa khoa học. Thì British Columbia là lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ với nhiều lý do các bạn có thể lựa chọn, như là bằng cấp của trường thì được công nhận trên khắp thế giới, đó là một chuẩn mực rất là cao. Học phí cho sinh viên quốc tế thì thấp hơn nhiều so với các nước khác. Bên cạnh đó thì còn dành đầu tư nhiều vào giáo dục hơn là bất kỳ nước nào khác trong cái tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế, đó là OECD. Và hàng năm thì có 100.000 sinh viên quốc tế từ nhiều nơi trên thế giới học tập. Kinh nghiệm giáo dục thì được đào tạo và được công nhận trên toàn thế giới. Bên cạnh đó thì còn nổi tiếng thế giới vì truyền thống hiếu khách và khoan dung độ lượng, xã hội đa văn hóa, đảm bảo bạn sẽ được chào đón và cảm thấy như là ở nhà khi bạn học tập tại đây. Và Canada thì là một đất nước dẫn đầu về thế giới về sự phát triển phần mềm, viễn thông, hàng không, kỹ thuật, giao thông đô thị, công nghệ mỏ và công nghệ môi trường. Là học sinh học tập tại đây thì bạn sẽ có nhiều cái cơ hội để nghiên cứu. Ngoài ra thì còn có thể tìm được cái học bổng cho mình nữa. Ngoài ra, để tìm hiểu rõ hơn về thời gian học ra sao cũng như là những cái chương trình như thế nào, các bạn có thể liên hệ ngay với công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148-1 Trường Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra, cần tìm hiểu gì thêm, các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Vâng, thì xin chào tất cả các bạn. Và du học tại đất nước hoàn toàn xa lạ về nền văn hóa, thì ngoài cái hệ thống giáo dục chất lượng, bạn sẽ quan tâm nhiều đến vấn đề gì? Đó là việc làm sau khi tốt nghiệp, những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, hay là cơ hội định cư sau khi hoàn thành xong chương trình học. Chính vì điều đó, Canada là đất nước mà bạn không thể bỏ qua khi nghĩ đến về đất nước du học để mở ra một tương lai mới cho bản thân. Và trong cuộc trao đổi trò chuyện ngày hôm nay, đồng hành cùng chúng ta đó chính là chị Thoại Như đến từ công ty Tân Đại Dương, sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin vô cùng là bổ ích. Thì điều đầu tiên là không biết chị Như có thể cung cấp cho các bạn những giấy tờ cần thiết nào để có thể hoàn chỉnh cái hồ sơ du học Canada được không ạ? Vâng, thì thay mặt cho Tân Đại Dương, Như sẽ trả lời câu hỏi của các bạn như sau. Thì hồ sơ của các bạn bao gồm hồ sơ cá nhân như là passport, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hình 46, giấy khai sinh, vân vân. Còn hồ sơ về học tập thì các bạn nộp tất cả các giấy tờ xác nhận quá trình học tập liên tục như là bảng điểm, học bạ, bằng khen. Tùy theo mỗi hồ sơ mà có một hướng đi khác nhau. Vì vậy mà đối với các bạn có nhu cầu về du học Canada thì hãy đến trực tiếp công ty Tân Đại Dương, thì địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Chúng tôi có thể xem xét cụ thể hồ sơ cho bạn. Vậy thì còn về vấn đề mà chứng minh tài chính thì nó có quá phức tạp và rắc rối hay không thưa chị Như? Về chứng minh tài chính thì bạn có thể chứng minh với lãnh sự quán rằng mình có đủ số tiền chi trả cho suốt quá trình học tập ở Canada. Và để chứng minh tài chính thì bạn cần có những giấy tờ như sau. Trường hợp đầu tiên là nếu mà gia đình của bạn tại Việt Nam đủ khả năng tài chính để lo cho bạn đi du học, thì giấy tờ bạn cần chuẩn bị là giấy tờ xác nhận tiền gửi trong ngân hàng hoặc là sổ tiết kiệm đã gửi từ 6 tháng trở lên. Và thứ hai là thư chứng minh việc làm nêu rõ mức lương, hoặc là nếu có người tài trợ là chủ doanh nghiệp thì phải có biên lai thuế trong vòng 6 tháng vừa qua.
Và nếu rơi vào trường hợp là nếu người bảo trợ tài chính cư trú tại Canada thì bạn cần chuẩn bị những giấy tờ như là thư bảo lãnh ghi rõ trách nhiệm tài chính, tiền gửi ngân hàng, bản sao khai thuế thu nhập trong vòng 2 năm vừa qua, thư xác nhận việc làm. Và nếu bạn có người thân tại Canada thì người thân có thể chứng minh một phần tài chính cho bạn, cụ thể là chứng minh việc làm có ổn định và nhà cửa để có thể giúp bạn về việc ăn ở tại Canada. Và tuy nhiên thì tiền học phí của bạn phải do người Việt Nam chứng minh, và có như vậy thì bạn mới có khả năng xin visa thành công được. Nếu vậy thì đi sâu hơn về đất nước Canada thì vấn đề đầu tiên thì chị Như có thể mang đến cho các bạn là sự lựa chọn nào về thành phố có nhiều cơ hội định cư cho các bạn du học sinh được hay không ạ? Vâng, thì quả thật lựa chọn thành phố để du học cũng là một hướng đi cho tương lai của bản thân. Và thường thì là Toronto hay là Vancouver là một trong những thành phố lớn và thu hút nhiều sinh viên, bởi đây có rất nhiều trung tâm thương mại lớn và có nhiều lượng khách du lịch hàng năm rất cao, cho nên là các bạn sẽ dễ dàng tìm việc tại hai thành phố này. Và ngoài ra thì hai thành phố trẻ và năng động Alberta và Calgary hiện nay thì cũng đang thu hút nhiều sinh viên với tỷ lệ có việc làm khá cao. Do khu vực của tỉnh phát triển mạnh về dầu khí, ga, cho nên là các bạn sinh viên nào mà học ngành liên quan đến những vấn đề này thì cũng dễ kiếm việc làm tại đây. Và chính phủ đánh giá khá cao trong hồ sơ định cư của mình. Hay là tỉnh Manitoba và Saskatchewan thì cũng được chính phủ tạo mọi điều kiện về nhập cư, việc làm sau khi tốt nghiệp. Nếu vậy thì những thành phố mà chị Như vừa mang đến cũng là những thông tin lúc đầu mà trong cái chia sẻ, thì hiện nay Canada đang rộng cửa chào đón các bạn sinh viên quốc tế với nhiều chính sách từ chính phủ Canada, và đặc biệt đó là cơ hội định cư, thì chị Như có thể cung cấp thêm cái thông tin về vấn đề này cho các bạn nắm rõ hơn được không ạ? Vâng, thì kể từ tháng 4 năm 2008 thì theo luật chính phủ Canada, tất cả các du học sinh tốt nghiệp chương trình cao đẳng hoặc là đại học tại Canada sẽ được ở lại Canada làm việc trong 3 năm và sẽ có cơ hội ở lại định cư. Và song song với chính sách của liên bang thì tỉnh bang Manitoba và Saskatchewan cũng là tỉnh bang có chính sách định cư riêng, đó là các sinh viên quốc tế tốt nghiệp bậc cao đẳng trở lên khi mà chưa tìm được việc làm thì cũng có thể nộp đơn định cư ngay tại hai tỉnh này. Ngoài chính sách thu hút trên thì còn rất nhiều ưu đãi dành cho sinh viên khi tham gia các khóa học tại đây, như là miễn phí bảo hiểm y tế. Và nếu tiếp tục ở lại làm việc tại hai bang này thì bạn sẽ được chính phủ hoàn trả học phí lên đến là 60%. Và thông qua chương trình thuế thu nhập, bên cạnh đó thì các bạn sinh viên có thể nộp đơn định cư dưới dạng là CEC. Thì đó là sau khi bạn hoàn thành xong khóa học tại Canada mà ngành học của bạn nằm trong danh sách các ngành có nhu cầu nhân lực cao, thì bạn có thể hoàn toàn nộp hồ sơ lên chính phủ để xin nhập cư tại nơi mà bạn làm việc. Nếu vậy thì chị Như có thể chia sẻ với các bạn là một số ngành nào trong danh sách ngành có nhu cầu về nhân lực cao từ chính phủ Canada được hay không ạ? Vâng, thì hiện tại thì Canada đang đối mặt với tình trạng là mất cân bằng trong việc đào tạo cũng như là việc làm. Và theo dự báo, đến năm 2016 thì sự chênh lệch giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng lên tới là 1,5 triệu người. Và chính sách nhập cư của Canada là nhằm đáp ứng sự thiếu hụt nguồn nhân lực trong nước. Chính vì vậy mà những ngành nghề đang thiếu hụt này sẽ được ưu tiên xét định cư tại Canada để thu hút lao động nước ngoài. Và gồm có 3 nhóm ngành chính, như là đầu tiên đó là ngành quản trị viên có trình độ đại học trở lên, nhóm ngành này được gọi tắt là NOCO. Và thứ hai là chuyên gia có trình độ đại học, trong nhóm là NOCA. Và nhân viên làm ngành nghề có trình độ cao đẳng và trường nghề thì nhóm này là nhóm NOCB. Và thông thường thì các ngành học được lựa chọn nhiều và thích hợp với sinh viên Việt Nam thường là kinh doanh, tài chính và quản trị, khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng, y tế, giáo dục, luật, hành chính và còn rất nhiều chuyên ngành khác nữa. Các bạn có thể truy cập vào website của Tân Đại Dương là tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com để tham khảo. Nếu vậy thì các bạn sinh viên khi học tại Canada thì muốn định cư với cái chương trình là CEC thì có cần cái yêu cầu gì ngoài cái việc chọn ngành đúng giờ cái chính phủ yêu cầu hay không ạ? Vâng, thì các bạn du học sinh muốn nộp hồ sơ xin định cư theo chương trình là CEC thì còn phải tốt nghiệp chương trình học 2 năm của một trường sau trung học, hoặc là 1 năm thạc sĩ và 1 năm chương trình trước khi vào học thạc sĩ, có khả năng tốt về tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp. Song song đó thì phải có kinh nghiệm việc làm tối thiểu là 1 năm tại Canada. Chính vì vậy mà các bạn có thể tham gia chương trình vừa học vừa làm hay là kiếm việc làm thêm để có thể trang trải chi phí, tích lũy kinh nghiệm cho quá trình các bạn nộp hồ sơ định cư. Như là chị Như vừa đề cập đến một cái vấn đề là làm vấn đề làm thêm, thì chính phủ Canada mình đã có quy định như thế nào về cái việc làm thêm này ạ?
Vâng, thì chính phủ Canada quy định sinh viên được phép làm thêm ở trong khuôn viên trường học mà không cần phải xin giấy phép việc làm hoặc là làm việc ở ngoài có giấy phép làm việc, và bạn được phép làm việc bán thời gian khoảng 20 giờ một tuần trong thời gian học và làm toàn thời gian 40 giờ một tuần vào các kỳ nghỉ như là kỳ nghỉ hè, nghỉ đông hoặc là nghỉ lễ, và mức thu nhập của bạn có thể dao động từ 800 đến 1.000 đô Canada trong vòng một tháng. Nếu vậy thì cái nghề nào mà thường được các bạn sinh viên của Việt Nam mình lựa chọn khá là nhiều vậy chị ha? Vâng, thì các bạn sinh viên có điểm số khá cao thường thì xin vào công việc trợ giảng ngay tại trường mà mình theo học với thu nhập cao, hoặc là những bạn sinh viên tìm được việc làm ở ngoài trường như là các công việc bán hàng, phục vụ cà phê hay là nhà hàng, và cũng có thể là làm việc bán thời gian với chuyên ngành học của mình như là IT hay là nha sĩ. Nếu vậy ngoài cái vấn đề mà sinh viên tự đi kiếm việc làm thêm thì còn có cái chương trình là vừa học vừa làm, thì chương trình này nó sẽ khác cái gì so với sinh viên khi mình tự đi kiếm việc làm vậy chị ha? Vâng, thì về cơ bản thì sinh viên tự kiếm việc làm thêm hay là tham gia vào chương trình vừa học vừa làm đều để là tích lũy kinh nghiệm thực tế cho bản thân. Và tuy nhiên thì chương trình vừa học vừa làm là chương trình kết hợp giữa việc bạn học lý thuyết ở trường và vừa được trường tạo điều kiện giúp cho các bạn thực hành hưởng lương. Và chương trình này cũng khá là phổ biến ở Canada, do là các trường cao đẳng đại học và các tổ chức liên kết để cung cấp cho sinh viên một môi trường trải nghiệm với các nhu cầu hàng đầu. Và về hầu hết thì các bạn sinh viên có thể thực hiện được. Và các bạn sinh viên có rất nhiều sự lựa chọn ngành học như là kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, IT hay là du lịch. Và tham gia chương trình này thì sẽ giúp cho các bạn thích nghi với một môi trường quốc tế như là thời gian, teamwork, giao tiếp và linh động hơn trong các vấn đề, cũng như là có các mối quan hệ tốt với đồng nghiệp trong công ty nơi mà bạn thực tập, với mức lương thì khá cao là từ 2.500 đô đến 3.500 đô Canada trên vòng một tháng tùy vào bậc học của bạn. Vừa đi học mà vừa được đi làm nghe là thật là hấp dẫn đúng không chị? Vậy thì không biết là chị Như có thể cung cấp cho các bạn thông tin về cái trường nào mà mình có cái chương trình là vừa học vừa làm tại Canada được hay không ạ? Vâng, thì hầu như các trường đại học cũng như là cao đẳng tại Canada thì đều có các chương trình vừa học vừa làm với các danh sách của rất nhiều trường có kinh nghiệm trong việc tổ chức chương trình vừa học vừa làm cho sinh viên như sau. Đầu tiên là trường Thompson River University nằm ở British Columbia với các ngành như là kinh tế, thiết kế, khoa học máy tính, du lịch, khách sạn. Và thứ hai là Vancouver Island University nằm ở British Columbia về các ngành như là quản lý khách sạn, du lịch, nghệ thuật nấu ăn, khoa học máy tính, kỹ thuật vật lý, quản lý thể thao và giải trí. Và thứ ba là Centennial College thuộc Ontario, như các ngành như là quản trị kinh doanh, kiến trúc, kỹ sư tự động, điện, cơ khí, thiết kế, công nghệ thông tin, kỹ sư phần mềm, mạng máy tính và truyền thông, y sinh, vân vân. Và tiếp theo là University of Manitoba ở Manitoba, có các ngành như là kế toán, tài chính, marketing, quản trị nhân lực, quản lý chuỗi cung ứng, kinh doanh quốc tế. Và còn rất nhiều trường với các ngành học hấp dẫn khác, thì bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083-848-4879 để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ và những thông tin mà chị Như đã cung cấp đến cho các bạn. Và còn chừng chừ gì nữa mà các bạn không chuẩn bị hồ sơ và đến ngay với công ty Tân Đại Dương, công ty tư vấn với rất là nhiều năm kinh nghiệm theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.